Đây, xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xỏ dây côn, hay còn gọi là cách luồn dây côn. Trên tay mình đây là có một đôi côn nhị khúc chưa xỏ dây. Và dây dù. Ở đây cái mình cần lưu ý đến các bạn đấy là các bạn cần một sợi dây cước, hoặc như mình đây là mình lấy cái dây thắt nút, dây thít ấy. Đấy, sau đó mình dùi lỗ và mình luồn một cái dây chỉ dù qua. Các bạn có thể dùng một đoạn dây cước để buộc vào một đoạn chỉ dù như thế này. Đấy, sau đấy là kim chỉ, bật lửa, vật sắc sắc như là kéo hoặc lưỡi lam và kìm. Đấy là những thứ chúng ta cần để có thể xỏ được cái dây côn này. Đấy, trước tiên các bạn chú ý này, chúng ta không cần quan tâm là dây này nó dài bao nhiêu nhé, một cuộn kệ nó. Thứ hai là chúng ta quan tâm đến cái phần đầu này này. Phần đầu này nó sẽ có hai cái đầu dây dù, có hai phần, một là phần vỏ, hai là phần lõi. Đấy, cái đối với cái dây dù màu xanh quân đội này này thì nó sẽ có hai loại đấy. Một, thường thường là cái bên ngoài bao giờ cũng là ni lông, nhưng quan trọng là cái bên trong này, cái bên phần lõi bên trong thì có loại dây nó sẽ là lõi dây ni lông, còn có loại thì là lõi dây cốt tông. Cái dây cốt tông sẽ không không theo mình là không tốt bằng cái loại dây ni lông này. Thì bây giờ nhá, các bạn chú ý này, như chúng ta thấy đây là cái phần lõi nó sẽ dài hơn cái phần vỏ này. Đây, nó trườn ra ngoài phần vỏ. Cái chúng ta cần ý phải là cái phần lõi nó phải hụt ở trong phần vỏ như thế này. Vì thế chúng ta đẩy cái vỏ nó chạy ra ngoài, nó chạy vào thế này một chút, sau đấy là đẩy cái lõi ra ngoài. Chúng ta cắt cái phần lõi đi. Sau khi cắt phần lõi này đi, chúng ta vuốt cho phần vỏ nó trườm ra ngoài phần lõi. Đây, như thế này là vỏ trườm ra ngoài phần lõi được một đoạn bằng này. Đấy, thì khi đấy chúng ta không cần đến nhiều như vậy, thậm chí lấy luôn bằng này cũng được, không thì chúng ta cắt đi. Mình sẽ cắt đi một chút. Các bạn nhớ cái bước đầu tiên là phải cho cái lõi nó chui vào trong nhé. Đây là bước đầu tiên đó. Thứ hai, chúng ta búng búng cho nó thẳng hết những cái sợi này ra, búng cho nó thẳng, gỡ các sợi này ra cho nó phẳng ra, nó không còn đan vào nhau nữa. Đấy, khi đó chúng ta chẽ đôi nó ra nhá, chúng ta tách đôi cái phần vỏ này ra này, nó sẽ được như thế này. Đây, tách đôi cái này ra. Sau đấy là chúng ta lấy cái phần dây dây chỉ dù này đã buộc thành vòng tròn như này rồi này, chúng ta đặt vào đây. Rồi, đây đặt như thế này nhá, các bạn nhìn kỹ nhá. Sau đó chúng ta vuốt cái phần vỏ này lên, tức là đặt cái dây chỉ dù vào vuốt giữa cái đoạn mà phần vỏ này mình tách làm đôi ấy. Sau đó giờ chúng ta sẽ hơ phần này vào, hơ vào, bóp lại, hơ và bóp lại. Có thể lấy tận dụng cái đầu bật lửa này để ấn cho đỡ bỏng tay. Hơ làm sao cho nó chắc chắn nhưng đừng cộm quá nhé, cộm quá lát nữa mình sẽ đi khó, mình sẽ luồn khó. Đây, chúng ta giật thử thì nó khá là chắc chắn rồi. Đấy, nó sẽ được kết nối bằng một phần dây dẫn, một phần chỉ dù và phần dây côn của chúng ta. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá. Tiếp theo, cách xỏ dây côn này. À, đặc điểm của một cái côn, một đôi côn gỗ có cạnh thì nó phải vuông thành sắc cạnh, và đây, vuông thành sắc cạnh này. Đấy, và có soi lỗ để giấu dây. Chỗ này là soi lỗ xuống để giấu dây. Và cái phần đầu côn này, lỗ phải chuẩn ở giữa tâm,
Và các bạn để ý là nó phải có đánh ba viên, khoét khoét một cái đường chéo ở cạnh là như này, để dây nó cử động quanh đây là nó sẽ không bị sờn dây đấy. Phải đánh ba viên ở đây đấy là mới là một đôi côn tốt nha. Đấy, bây giờ thì như mình đang cầm trên tay là một đôi côn gỗ nghiến này đấy, nghe tiếng rất đanh, đanh kinh khủng luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xỏ dây này. Chúng ta chú ý đến thân côn đầu tiên, thân côn thứ hai chúng ta để ở đây, thân côn đầu tiên này. Bước đầu tiên chúng ta xỏ một lỗ ngang nhá, xỏ lỗ ngang qua đây như này, bên này sang thì mình sẽ xỏ cho tiện này, xỏ lỗ ngang này, chạy ngang đấy, các bạn nhìn thấy không, chạy ngang này. Chúng ta kéo dài ra một đoạn tầm khoảng 50 cm, xem nào, đây là khoảng 50 cm rồi. Sau đó chúng ta để cái cuộn này ra đấy, chúng ta chú ý vào đoạn 50 cm này thôi. Sau đấy là chúng ta sau khi xỏ lỗ ngang rồi này, chúng ta xỏ lên lỗ dọc bằng cách xỏ vào đây, đẩy nó lên đấy. Cái phần dây dù này này, chỉ dù này, này là để giật, kéo kéo phần dây côn đi đấy. Đấy, khi này thì là phần dây côn sẽ bị giấu này, bị giấu ở dưới này rồi này, các bạn nhìn thấy không, giấu ở phần soi đấy. Sau này, sau đấy này, phần này để nguyên nhá. Chúng ta chạy sang cái thân côn thứ hai, thân côn thứ hai mình sẽ làm cho đỡ vướng này. Chúng ta xỏ dọc thân côn thứ hai, chúng ta xỏ dọc vào và xỏ sang lỗ ngang bên trên đây như thế này đấy, chúng ta giật nó đi. Bây giờ sẽ là lúc mà căn dây này, nãy là lấy được một đoạn dài 50 phân rồi, bây giờ chúng ta sẽ căn dây đây tầm này, tầm khoảng tùy nhé, tùy các bạn nhé. Đấy, như mình thấy tầm này là vừa rồi này. Đấy, tầm này là rơi vào khoảng 10 15 cm. Đấy, sau đó tiếp theo chúng ta xỏ lỗ ngang sang. Đấy. Kéo sang này. Sau đó bây giờ là cái quan trọng nhất này. Lỗ dọc. Đây, xỏ vào đây và luồn lên trên này. Xỏ vào đây và luồn lên trên. Đấy. Đấy. Phải có phần dây cước hoặc cái dây thít này để dẫn nhé thì mới dễ nhé. Đấy, sau đó chúng ta cầm vào phần chỉ dù, chúng ta giật dây côn lên như này, nó rất là suôn sẻ phải không, không gặp vấn đề gì khó khăn nếu như cái côn của bạn để làm là côn tốt. Sau đó chúng ta lại xỏ xuống lỗ dọc này và xỏ sang lỗ ngang bên này. Đây. Đấy, kéo ra. Đấy, bây giờ là cái đoạn chúng ta chỉnh dây côn. Đây là dây côn mình mong muốn là nó sẽ dài bằng này. Và bây giờ mình sẽ làm sao để mà vẫn giữ được cái khoảng cách này sau khi mình nối ở đây, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này. À, các bạn chú ý nhá. Đây này. Đấy, nó sẽ như thế này. Đấy, dây côn mình mong muốn là tầm này. Đây, tầm này là mình đánh là hợp lý rồi này. Đấy. Khi đấy chúng ta chú ý đến phần này, phần này coi như xong nhá, thân bên này xong bước đi, còn chú ý phần này này. Ở cái phần này thì khi đó chúng ta lại cần sử dụng đến cái dao tem. Các bạn chú ý này, các bạn đẩy cái dây này lên và đẩy cái dây này thẳng xuống. Khi đấy các bạn lấy bút đánh dấu vào đây, các bạn lấy bút đánh dấu vào đây nhá, hoặc là chúng ta đánh dấu bằng tay vào đây, chia đôi ra cái khoảng cách từ hai đầu hai cái lỗ ngang này, chia đôi ra đây, mình chia đôi ra mình được cái phần dây này rồi, mình giữ nó, mình kéo nó đi, không quan tâm đến phần này nhá, kéo nó đi và mình lấy ra để mình cắt nó đúng cái điểm mà mình đánh dấu. Nếu có bút thì các bạn đánh dấu luôn. Tiếp theo đây, các bạn cũng chia đôi ra ở cái phần này của cái dây này, và các bạn muốn kéo được các bạn phải đẩy ngược lại cái này một chút, đẩy ngược lại nhé, và kéo phần cái dây ở trên này xuống đã, sau đó chúng ta mới kéo được cái này ra. Đấy, khi kéo được cái này ra rồi chúng ta có cái điểm đánh dấu này, chúng ta cắt cái chỗ này tiếp. Đấy, khi đấy này, phần này là phần đầu vừa nãy bỏ đi này, lát nữa các bạn đừng bỏ cái này đi nhé, các bạn cắt ở cái đoạn này nếu như xỏ nhiều đôi côn, và chúng ta lại được cái phần như thế này ban đầu để còn dẫn côn tiếp nhé các bạn nhé. Đấy, cất cái này đi này. Tiếp theo này,
chúng ta cần chú ý đến cái đoạn này này. Đấy nhá. Chúng ta để song song ghép nó vào như thế này để ghép nó lại. Sau đó chúng ta dùng bật lửa hơ. Hơ nóng. Nhưng đừng để hơ lâu quá, nó tòe lâu quá, nhiều quá nhá. Hơ vừa thấy đủ chảy chúng ta nhả ra, chúng ta châm nó lại với nhau. Giữ như vậy một lúc. Sau đó lấy tay bóp xung quanh. Bóp xung quanh. Nếu như chú đáo thì các bạn nhúng tay xuống nước. Sau đó là các bạn vê vào đây thì sẽ đỡ bị bỏng. Đấy, như này là nó dính vào nhau rồi này các bạn ạ. Dính vào nhau rồi này. Nhưng mà để cho chắc chắn nữa, chúng ta cần phải khâu nó lại bằng kim chỉ. Đây, khâu cách khâu như sau này. Các bạn xiên qua đây này. Xiên ngang nhé. Các bạn xiên ngang sang. Đấy, sau đó lại đưa sang bên này, xiên ngang cái bên này. Đấy. Các bạn hãy làm cái thao tác này nhiều lần. Làm sao cho kín hết xung quanh cái đường kính của cái dây. Kín hết xung quanh đường kính dây đi. Thì nó mới đảm bảo cho chúng ta cái chắc chắn được. Bởi vì là chúng ta phải đề phòng cái trường hợp mà cái mối lại chúng ta gắn lại bằng nhiệt ấy, nó bung ra thì vẫn còn dây chỉ, đúng không nào? Đấy. Các bạn chú ý cái phần này nhé. Các bạn phải làm thật kỹ cái công đoạn khâu này. Phải kỹ. Nếu không nó bung ra thì rất là nguy hiểm. Làm côn là phải đảm bảo cái tính chất an toàn các bạn ạ. Vì khi mà bị đứt dây ra ấy, dây nó bị đứt trong lúc tập luyện hay sử dụng thì không những là gây hại cho bản thân chúng ta mà nó còn có thể là gây hại cho người khác nữa. Nên là các bạn cần phải chu đáo cái khâu này. Các bạn nào khéo tay có thể khâu cái chỗ này rất là đẹp. Mình thì không khéo tay, mình chỉ khâu đủ cái độ chắc chắn được thôi các bạn ạ. Như vậy là mình cũng khâu kín cái đường kính của nó rồi đấy. Ok, đây cũng là sản phẩm ngày mai mình giao cho khách nên là mình cần phải làm an toàn. Chúng ta kết lại nhé. Đấy, sau đó chúng ta lấy dao tem chúng ta cắt đi những cái phần rườm rà đi. Đấy, khi đấy chúng ta được cái mối như thế này. Đấy, bây giờ ấy thì rõ ràng là nếu mà cứ để thẳng ra thì cái này nó lại chạy, nó lại ở bên này, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta còn phải giấu nó vào đây cơ. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước tiên lấy cái này kéo, kéo giấu nó vào trong. Đấy, nếu như mà nó chặt quá thì các bạn có thể đặt vào đây để kéo nó sang. Nhưng mà cái phần này của mình không bị chặt lắm. Đấy, sau đó kéo cái này lên này. Kéo dây dọc lên. Bên này cũng kéo dây dọc lên. Cái chỗ này là mình cần phải kéo căng nhá. Xác định như này là cố định luôn này. Nhưng mà bên này thì các bạn thấy không đều, đúng không? Chính vì thế chúng ta cần phải cậy cái này ra. Và chúng ta kéo xuống. Làm sao để hai dây nó bằng bằng nhau rồi này. Nhưng chỗ này nó bị thừa này. Các bạn đẩy cái này sang. Đấy, các bạn đẩy sang thì nhìn hai cái đoạn dây bên này nó phình ra đều nhau. Thì các bạn bắt đầu kéo đều lên. Đấy, kéo đều lên rồi này. Bắt đầu các bạn giật này. Đấy. Đấy, thế này là nó xong một đôi côn rất là hoàn chỉnh và chắc chắn. Đấy. Đây mình sẽ để cận cảnh cho các bạn xem nhá. Đây này. Côn tốt nó phải đánh được cái bao vi ở cái chỗ này. Đây, chỗ này. Đánh được bao vi ở chỗ này. Thì cái dây khi nó hoạt động ấy, hoạt động như này này, khi chúng ta đánh ấy, thì nó đỡ bị cái chỗ này nó sắc, nó cắt đi nhá các bạn nhé, nhớ đấy. Đấy, và đây là đôi côn gỗ nghiến hoàn chỉnh sau khi xỏ dây, rất là đẹp. Các bạn quan tâm sản phẩm này thì truy cập website cnk.vn nhé, trong đấy sẽ có báo giá. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem clip.